Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, với quyết tâm luôn vững vàng trước mọi khó khăn nơi đầu sóng ngọn gió, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Trong thời gian qua, ngoài nhiệm vụ huấn luyện nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đồn biên phòng Trường Sa đã chủ động xây dựng kế hoạch huấn luyện, rèn luyện nâng cao sức khỏe, thể lực cho cán bộ chiến sĩ theo yêu cầu của nhiệm vụ. Nhờ đó mà chất lượng huấn luyện, rèn luyện thể lực của đơn vị từng bước được nâng cao, cán bộ chiến sĩ của đồn đã có sự trưởng thành cả về bản lĩnh chính trị, kiến thức chuyên ngành cùng với sức khỏe bền bỉ, dẻo dai, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ giữa trùng khơi. Chuyên mục Quốc phòng an ninh kỳ này, chúng tôi phản ánh kết quả huấn luyện thể lực ở đồn biên phòng Trường Sa, Bộ đội biên phòng tỉnh Khánh Hòa. Kính mời quý vị, các đồng chí và các bạn cùng theo dõi. Huấn luyện võ biên phòng cho cán bộ chiến sĩ là một nội dung quan trọng nằm trong chương trình huấn luyện hàng năm của đơn vị. Ngoài các nội dung huấn luyện võ thuật cơ bản, chỉ huy đồn còn chú trọng huấn luyện các nội dung võ thuật đối kháng tay không, đánh bắt đối tượng có sử dụng vũ khí. Đây là những biện pháp nghiệp vụ giúp cán bộ chiến sĩ của đồn vừa nâng cao trình độ võ thuật, đồng thời có sức khỏe tốt, nhanh nhạy trong mọi tình huống, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao ở nơi đầu sóng ngọn gió này. Về nội dung huấn luyện thể lực nói chung và huấn luyện võ thuật biên phòng nói riêng, được Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng 394 xác định là một nhiệm vụ trọng tâm và nòng cốt. Bởi vì xuất phát từ cái nhiệm vụ và công tác tại quần đảo Trường Sa, thường xuyên sẵn sàng chiến đấu, đơn vị đã tổ chức huấn luyện cho bộ đội, đảm bảo chặt chẽ, đúng thời gian, đảm bảo nội dung, an toàn tuyệt đối. Ngoài ra, trong các giờ thể dục thể thao và các ngày lễ quan trọng thì đơn vị tổ chức cho bộ đội là hội thao võ thuật trong đơn vị và tham gia hội thao võ thuật cùng các lực lượng trên đảo Trường Sa. Từ đó nâng cao trình độ võ thuật của bộ đội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Để công tác huấn luyện, rèn luyện, nâng cao thể lực cho bộ đội đạt chất lượng tốt, đơn vị đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và hiểu biết của bộ đội về vị trí, vai trò, sức khỏe. Từ đó xây dựng thái độ, động cơ đúng đắn, thúc đẩy các chiến sĩ tham gia tập luyện thể dục thể thao và rèn luyện thể lực thường xuyên, liên tục để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Giữa cái nắng, cái gió quanh năm khắc nghiệt của Trường Sa, nhưng đều đặn hàng ngày, cán bộ chiến sĩ đều tập luyện thể dục thể thao quốc phòng vào sáng sớm và buổi chiều với các môn chạy cự ly ngắn, trung bình và cự ly dài, luyện tập xà đơn, xà kép, đu dây, vượt vật cản. Xà đơn, xà kép là một nội dung huấn luyện thường xuyên. Ngoài cái thời gian huấn luyện ra thì những cái thời gian rảnh, những cái giờ bên thao thì tôi thường xuyên để tập luyện để nâng cao sức khỏe. Sắp tới thì anh em vẫn tiếp tục duy trì để nâng cao sức khỏe để phục vụ cái nhiệm vụ của bộ đội biên phòng. Ngoài các bài tập thường xuyên trong quân ngũ như xà đơn, xà kép, cử tạ, được sự quan tâm của trên, hiện nay trên đảo có 2 khu chơi bóng đá, 7 sân bóng chuyền, 10 sân cầu lông và 18 bàn bóng bàn. Như thường lệ, hàng ngày 16 giờ 30 phút là cán bộ chiến sĩ trên đảo lại sôi nổi tham gia các hoạt động giao lưu thể dục thể thao. Việc duy trì nền nếp các hoạt động này đã tạo thành phong trào thể thao rèn luyện sức khỏe, thu hút được mọi người hào hứng tham gia. Môn thể thao bóng đá không phải niềm yêu thích của riêng cá nhân tôi mà còn là niềm yêu thích của toàn bộ các chiến sĩ ở trên quần đảo. Nó tạo cho mọi người có một cái sức khỏe dẻo dai. Thứ nhất, cái thứ hai là tạo mối tinh thần đoàn kết giữa đơn vị này với đơn vị khác trên quần đảo Trường Sa. Tất cả anh em chúng tôi là thường thường là tập trung đá bóng vào những buổi chiều, những giờ thể thao đá bóng và đánh bóng chuyền toàn đảo. Không chỉ có cán bộ chiến sĩ của đồn mà còn có các lực lượng khác và nhân dân trên đảo cũng nhiệt tình hưởng ứng các hoạt động thể dục thể thao. Giống như đất liền, bóng đá luôn là môn thể thao số 1 và thu hút được nhiều người tham gia nhất, sôi nổi, hào hứng nhất. Mỗi trận bóng thi đấu luôn tạo thêm niềm phấn khởi, hô hởi, tăng thêm tinh thần đoàn kết, rèn luyện sức khỏe của cán bộ chiến sĩ các đơn vị và nhân dân, góp phần cùng chung sức đồng lòng bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Ngoài đảo với cái điều kiện khí hậu thời tiết rất khắc nghiệt thì muốn để đảm bảo hoàn thành tốt được cái nhiệm vụ thì chúng tôi phải
làm tốt cái công tác rèn luyện thể lực cho cán bộ chiến sĩ, đảm bảo làm sao cán bộ chiến sĩ có thể có thể lực đi tuần tra trên biển, điều kiện thời tiết sóng gió thì hàng ngày, hàng tuần đến giờ bình thao các đồng chí đi làm nhiệm vụ thì thôi, thế còn tất cả đơn vị đều ra luyện tập, rèn luyện thể lực và chịu được cái sức sóng gió ở trên đảo để hoàn thành tốt cái nhiệm vụ chính trị được giao. Bảo đảm định lượng cho bữa ăn hàng ngày là vấn đề được đơn vị chú trọng bởi nó liên quan trực tiếp đến sức khỏe bộ đội, nhất là giải bài toán thiếu nguồn rau xanh. Ngoài lượng thực phẩm được trên cấp, trong thời gian vừa qua, đơn vị đã cải tạo được gần 100 mét vuông để trồng rau củ quả. Do đất trên đảo rất hiếm nên chỉ có một lớp mỏng phía trên mặt luống rau là đất màu, còn bên dưới đều phải tận dụng cát trộn san hô. Phân bón rau chủ yếu tận dụng triệt để nguồn phân hữu cơ từ chăn nuôi gia súc gia cầm. Bên cạnh đó, cán bộ chiến sĩ còn thu gom cỏ, tận dụng lá rụng của cây bảng vuông, cây phong ba, chặt nhỏ, ủ làm phân để bón cho rau. Cùng với đó là việc che chắn cẩn thận, hạn chế gió biển. Những loại rau như mồng tơi, rau muống, cải ngọt đã thích nghi và phát triển khá tốt, cơ bản đáp ứng được cho bữa ăn hàng ngày của đơn vị. Ngoài cái chế độ tiêu chuẩn của Bộ Quốc phòng cấp thì đơn vị đã từ cải thiện và trồng rau và bầu bí các loại rau củ quả về để đưa vào bữa ăn bộ đội có thêm sức khỏe. Mình vừa tăng gia đưa vào đời sống cho bộ đội thì mình cũng phải giữ cái gìn môi trường trong sạch chung của đảo, về tạo cái không khí, tạo cái một cái cảnh quan môi trường xanh vừa gọn và sạch đẹp. Để nâng cao cái sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ trong rèn luyện thể lực thì trước hết ý, là đơn vị đã đảm bảo cái công tác hậu cần, nâng cao đời sống cho cán bộ chiến sĩ bằng các cái biện pháp như là tăng gia sản xuất, chăn nuôi, đưa vào bữa ăn cho bộ đội. Thứ hai ý, là trong quá trình rèn luyện thể lực thì đơn vị là bám sát vào tình thực tế, ví dụ như luyện bơi với vũ trang với bao gói. Bây giờ thì tùy mỗi đồng chí một sở trường môn nào thì tự đồng chí là rèn luyện thêm như xà tạ, chạy, bơi, bóng đá, bóng chuyền, có sức khỏe đảm bảo thực hiện nhiệm vụ trong tất cả mọi tình huống xảy ra. Bằng nhiều biện pháp cách làm đồng bộ, hiệu quả, thể lực bộ đội biên phòng cũng như cán bộ chiến sĩ trên đảo Trường Sa đã không ngừng được nâng cao. Có sức khỏe bền bỉ, dẻo dai cùng với chuyên môn nghiệp vụ tốt và bản lĩnh chính trị vững vàng nên cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Trường Sa luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ trọng tâm là phối hợp với các lực lượng thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển, đấu tranh, tham gia tìm kiếm cứu nạn, giúp ngư dân yên tâm vươn khơi khai thác thủy hải sản, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Chuyên mục Quốc phòng an ninh kỳ này của Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt.